ông Chu Ngọc Anh quên trả 200.000 USD cho Việt Á do dịch bệnh căng thẳng. Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khai sau khi thấy cọc tiền bên trong túi quà Tết, bị cáo có ý định trả lại Chủ tịch Việt Á nhưng dịch bệnh căng thẳng nên không có cơ hội. Chiều 3 tháng 1, phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án Việt Á bước vào phần xét hỏi. Sau phần xét hỏi Phan Quốc Việt và một số bị cáo khác, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được gọi tên lên bục. Tại phần xét hỏi, bị cáo Chu Ngọc Anh đồng ý một số lời khai của Chủ tịch Công ty Việt Á Phan Quốc Việt. Bị cáo Chu Ngọc Anh thừa nhận việc ký quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu có sự tham gia của Công ty Việt Á là sai quy định. Chủ tọa đặt câu hỏi, đối với quy trình trước khi bàn giao đề tài cho Học viện Quân y cần nhiều giai đoạn nghiệm thu hay không? Ông Chu Ngọc Anh lý giải rằng, đối với các đề tài thông thường sẽ có nhiều giai đoạn nghiệm thu. Tuy nhiên, đối với đề tài này không có các giai đoạn nghiệm thu. Chủ tọa đặt thêm câu hỏi, vậy tại sao phải lập hội đồng nghiệm thu? Ông Chu Ngọc Anh cho hay, thông thường các quyết định sẽ do Thứ trưởng ký chứ không phải Bộ trưởng. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, Chính phủ trực tiếp chỉ đạo Bộ trưởng nên bị cáo đích thân ký. Suốt thời gian vừa qua, bị cáo rất ý thức về trách nhiệm của bản thân đối với Đảng và Nhà nước, nhân dân. Bị cáo nói sau khi chủ tọa đặt nhiều câu hỏi về số tiền cảm ơn 200.000 USD, hơn 4,6 tỷ đồng của Phan Quốc Việt, ông Chu Ngọc Anh giải bày. Ban đầu bị cáo không biết trong túi quà cảm ơn có tiền. Sau nhiều lần Phan Quốc Việt trực tiếp hẹn bị cáo nhưng không thành, Việt liên hệ qua thư ký muốn gặp để trao đổi về sản phẩm mới. Cuộc gặp dài chỉ hơn 15 phút, Việt có đưa túi quà Tết. Do có việc gấp phải đi luôn, bị cáo không nghĩ ở trong túi quà có tiền. Hơn một tháng sau mở ra mới biết có cọc tiền. Bị cáo biết nhận tiền của doanh nghiệp là sai nên có định cầm số tiền cất vào vali. Khi đi công tác có cơ hội sẽ trả lại số tiền này. Tuy nhiên, dịch bệnh căng thẳng kéo dài, chính vì thế bị cáo không có cơ hội đi để trả lại cho Việt cho đến khi bị bắt. Đây là việc vô cùng đau xót đối với bị cáo Chu Ngọc Anh giải bày. Đối với số tiền này, bị cáo đã nhờ gia đình nộp khắc phục đầy đủ. Ông Chu Ngọc Anh bị cáo buộc có 3 sai phạm, gồm ký quyết định cho Công ty Việt Á của Phan Quốc Việt được cùng Học viện Quân y tham gia nghiên cứu kit test COVID-19, kinh phí hơn 18 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Sau đó, bị cáo Chu Ngọc Anh còn chỉ đạo bị cáo Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, tổ chức họp báo, khen thưởng Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á. Qua những hành vi trên, Chu Ngọc Anh được Phan Quốc Việt cảm ơn 200.000 USD.